Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh cập nhật những tin tức mới nhất về những ngôi sao C-beat, những bộ phim được yêu thích và câu chuyện hậu trường của làng giải trí Hoa ngữ. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật nhanh nhất những tin tức mỗi ngày nhé. Gần đây thì màn ảnh Hoa ngữ có nhiều tác phẩm truyền hình chất lượng cao nhưng đồng thời cũng có những bộ phim sở tệ khiến khán giả phát chán và làm cản trở tình hình phát triển chung của làng phim ảnh trong nước. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua 5 bộ phim được coi là dở tệ phát sóng gần đây. Thứ nhất, Nữ hoàng mặc cả của tôi. Với kỹ năng diễn xuất cả chục năm của Lâm Canh Tân và Ngô Cẩn Ngôn, netizen tự hỏi họ không cảm thấy xấu hổ bởi diễn xuất đờ cứng của mình trong bộ phim này hay sao? Kỹ năng diễn xuất của nữ chính tệ khủng khiếp. Giai đoạn về sau phim còn khiến người xem ngán ngẩm khi chỉnh màu phim quá lố, làm mặt các diễn viên trắng bệch không có chút sức sống. Trên thực tế thì hiện nay có rất nhiều bộ phim có màu phim rất đẹp, làm nổi bật nét đẹp của diễn viên. Tuy nhiên thì bộ phim Nữ hoàng mặc cả của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Bộ phim mở điểm Dubai siêu thấp là 3,1 điểm. Đó là câu trả lời rõ rệt nhất về hiệu ứng của phim với khán giả. Thứ hai, Tân Thiên Long Bát Bộ 2021. Ngay từ đầu, những fan của nguyên tác đã cho rằng việc sản xuất tân bản là dư thừa bởi bản gốc đã quá mỹ mãn. Sau khi bộ phim hoàn thành việc phát sóng thì qua những bình luận của khán giả, Tân Thiên Long Bát Bộ 2021 có thể được xem là thất bại khi không đạt được mong đợi và kỳ vọng của người xem. Một phần vì thời lượng phim có hạn nên không thể đáp ứng được nhiều tiêu chí và gửi gắm tới người xem những thước phim trọn vẹn nhất. Nhiều khán giả còn cho rằng đây là phiên bản Thiên Long Bát Bộ tệ nhất từ trước tới giờ. Điểm Dubai của phim đạt 3,6 điểm. Thứ ba, Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn. Ban đầu thì nhiều người lựa chọn xem Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn vì những ấn tượng tốt dành cho Trịnh Nghiệp Thành. Ngoài ra thì cốt truyện cũng khá ổn, Cúc Tịnh Y cũng là điểm nhấn của phim. Có vẻ như netizen phàn nàn rất nhiều thứ về bộ phim này, chẳng hạn như nội dung sáo rỗng, biên kịch viết kịch bản hơi hợt, trang điểm 4.000 năm không thay đổi, diễn xuất nhạt nhòa. Cả Trịnh Nghiệp Thành và Cúc Tịnh Y đều thất bại trong tác phẩm này, được xem là cú ngã ngựa đau đớn nhất từ khi gia nhập làng giải trí. Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn mở điểm Dubai thấp thảm hại, 4.7 điểm, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Thứ tư, Giữ quân ca. Thứ nhất thì biên tập của Giữ quân ca rất khó hiểu, đôi chỗ giải thích cốt truyện không rõ ràng khiến người xem hơi mệt. Thứ hai, biên kịch rõ ràng không đủ tay nghề, tuyến nam chính không nổi bật, phần nữ chính cũng không khá khẩm hơn. Cốt truyện hoàn chỉnh nhất của toàn bộ kịch bản này lại thuộc về nữ thứ. Bù lại một chút của Giữ quân ca thuộc về diễn xuất của Thành Nghị, kỹ năng của anh chàng khá tốt. Mở điểm Dubai của bộ phim Giữ quân ca do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng là 4,7 điểm. Thứ năm, Ngọc Lâu Xuân. Cuối cùng trong danh sách là bộ phim cổ trang Ngọc Lâu Xuân, đầu tiên tự nhận là một bộ phim hài, nhưng tất cả những cảnh hài hước đều được thực hiện bằng những động tác cường điệu, đôi lúc không khiến người xem cảm nhận được sự hài hước. Thứ hai là cốt truyện yếu. Tất cả sự tiến triển của cốt truyện về cơ bản phụ thuộc vào quá trình thử và sai liên tục của nhân vật chính. Thứ ba thì biên kịch gây tranh cãi vì phát ngôn những ai chê Ngọc Lâu Xuân là những người không có học hành. Thứ tư thì diễn xuất của nữ chính Bạch Lộc được khán giả đánh giá tốt, nhưng ngược lại nam chính bị chê ẻo lả mờ nhạt khiến khán giả mệt mỏi. Bạch Lộc cầm gánh cả phim nhưng xem ra không nổi, bởi điểm Dubai chỉ đạt 4,8 điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình, cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.